mình xin tự giới thiệu, mình là Bên Võ. Thì hôm nay mình có cái hạn đi coi nhà. Thì tại dự định sắp tới nhà mình sẽ đi mua nhà, một cái nhà mới. Thì hôm nay mình có nhờ anh trai của mình dẫn đi xem nhà có thể như thế nào. Thì đây, nhìn xung quanh bên ngoài. Đây, cho mọi người xem. Nhà này chắc là cũng build khá là cũ rồi. Đây, bên ngoài nó là như vậy. Cũng không được lớn cho mấy. Nhà này nghe anh mình nói là được 3 bedroom. Ok, bây giờ đi vào nhà. Ở ngoài nhìn không có được bắt mắt, nhưng mà vô đây nhìn bắt mắt quá ha. Ở ngoài nhìn không được bắt mắt cho lắm, nhưng mà vào trong thì nhìn khá là bắt mắt. Đây là kitchen, nhà bếp. Có sẵn cái tủ lạnh, có tủ lạnh sẵn ha. Dạ, lúc nào là anh Tám có tủ lạnh, có microwave. Này đồ ăn của chủ cũ. Khi mà bán nhà người ta có để lại này cho mình lại không ta? Nổ. Nhưng mà mấy cái này thì để lại nè, cái gì mà còn ở trong kitchen đồ là để lại hết nè. Wow. Đây. Đây là cái phòng family room. Yeah. Cái này là coi như là không cần phải sửa sơn cái ghế này nè. Là coi như mình xài nó không có bị cái người cũng hết á. Còn đây là cái desk. Đây. Để mình ha. Ok, mình đi ra ngoài đây mình coi. Xung quanh là có hàng rào hết. Xung quanh là có hàng rào hết nha. Ở đây có cái nhà nhỏ đựng cái... Có 3 cây thông nữa nè. Đựng 3 cái đồ của nhà lạnh kia. Mấy chút tiếp, ở ngoài kia nó có một cái nhà kho nữa kìa. Cái này mùa ăn. Cái này mùa hè ra đây tập trung ăn dạ, chơi là ăn chơi hết bài luôn ha. Nhà này nó có một căn bao nhiêu online nè? When the bill con? 1976 cũng lâu rồi đó. Okay, bây giờ mình đi coi vào đây. Đây là cái gara. No, three car. Two car. Only two, yeah. Yep. Đâu rộng được hơn chứ, rộng. Tại vì nó bỏ luôn tủ sàn đồ. Đây là vừa. Cái này rộng hơn bên gara mình, nhà mình. Ở đây là cái gara. Nó có thể chứa được 2 xe, chứa được 2 xe nha mọi người. Đây. Bây giờ mình đi tới đây mình coi phòng ngủ. Ở đây là cái phòng bedroom. Cái phòng này phòng của nít nữa ha. Đây. Phòng này nó có một cái cửa. Đây. Có một cái tủ quần áo. Phòng cũng khá là nhỏ, không có lớn. Anh mình nói cái phòng này thì nhà này thì dao động giá 250. Phòng này thì nó có 2 cái cửa luôn. Đây cho mọi người xem. Nếu mà tính ra thì nhà này cũng không có phải là rẻ. Đây là đây. Đây sẽ một phòng nữa, phòng này cũng khá là lớn. Mình cũng không biết phòng nào chính nữa. Chắc có thể là phòng này là phòng chính. Ok, bây giờ mình đi xuống basement. Coi thử dưới rộng không? Thì nhà ở Mỹ, tiểu bang Minnesota này lúc nào cũng phải có basement. Tại vì thường có lốc xoáy á.
nên phải có bị xung mình. Wow, cái chỗ này cái wow, cái chỗ này làm việc sướng nè. Đây 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 đây. Wow, dưới đây đẹp hơn trên á. Đây, wow, bedroom dưới đây rất là đẹp. Còn đây là cái chỗ làm việc. Wow, chỗ này cũng đẹp quá ha. Very nice. Còn đây là cái cửa. Đây nó đâu có cửa ra vô đâu. Ờ, ở đây là cái nhà kho hả? À, đây là một cái nhà kho để dự trữ đồ. Dưới đây mà để karaoke rồi ha. Đó, đó, rồi. Đó, đó, cái này là... Còn đây là phòng giặt ủi. Đây. Có hai cái máy giặt chà bá luôn. Một cái máy giặt, một cái máy sấy. Ở đây là cái tủ đông. À, nhà này có cái tủ đông lớn quá. Đây. Còn đây là cái máy nước nóng, nước lạnh. À. Thì đại khái là nhà bên Mỹ này nó là như vậy, nhưng mà tùy theo nhà nó đẹp hay xấu thôi. Oh, you can do with no window. You can make the room, but it doesn't come from bedroom. Oh yeah. It would just be a, like an office. Khi mình ở là mình ở là mình phải có cái window. Nó có cái cửa sổ, con hiểu không? Mà không có cửa sổ thì con chỉ làm cái phòng ngủ được, nhưng mà người ta không có lén vô. Có nghĩa là người ta không lén vô. Không có cửa sổ không cho làm phòng ngủ đúng không? Không. You can live here. Yeah, nó don't count. Ngủ đi làm gì làm không sao hết. Nhưng mà nó khi mà mình bán nhà nó cũng không có nằm có đếm. Em thấy nó đếm gì 3 phòng ngủ thôi. Tức là nó chỉ count 3 phòng ngủ thôi, chứ nó có count là 4. Nhưng mà mình có thể ngủ ở đây được. Dạ, yeah, mà nó đếm này, mà nó đếm phòng bên kia, mà nó đếm gì hết. Cái nghĩa là nó đếm 3 phòng nữa rồi. Vậy vậy nó mới chip á, nó mới rẻ hơn. Nếu mà nó đếm mà 4 phòng ngủ á, phải trả tiền thêm. Cửa này cửa gì? Storage. Đi chờ anh may ghế cái nhà mình coi cái nhà mình. Em thấy cái nhà mình đẹp, cái nhà đây không? Nhà nào? Nhà tao lao đang ở bên. Ồ, oh, rước bạn tao hao nữa. Đó, nó không mua rộng, rộng quá trời luôn. Này được con cái dưới đây ngồi, còn ở trên nữa. Ở dưới thì nhìn nó bắt mắt hơn, ở dưới nhìn nó bắt mắt hơn là ở trên. Ở trên thì không, nhưng mà thảm cũng mới nè. Ở đây thảm cũng mới. Tức là 2 năm là mình không cần phải người cô sai luôn được không ta? Cũng phải cần người cô sai 2 năm. if you spend $250, you get a super nice one, but you can get under $200. Yeah. So, see, $400 is brand new. It's town. This is town. I know this one. This one, Egan. Yeah, exactly. Oh, yeah. This is right about mom and pop. It's English. It's cheap. Yeah. $150, the payment is going to be good. It's only going to be like 1500.
Yeah. It's a resort. Yeah, it's a resort. They are resort. See, contingent. Uh-huh. I mean, the offer, the paperwork just need to go through. Nhà nào mẹ? Nhà nào gần nhà mình hả? Ở đó cái mà chăm sóc cho mẹ đó. Ba bên ba phòng ngủ. Nhà ở đâu? Hay thôn hả? Thôn hả? Cái nhà này không biết cái phòng master bedroom ở đâu luôn á. Hai phòng. Nhà này không biết master là phòng nào luôn. Thấy phòng nào nó cũng vậy đó. Phòng này nó cũng hai cửa nè, hai cửa sổ nè. Bây giờ mình không biết phòng nào master luôn. Nhà này hả? Under 250 is fast. Really fast, yeah. Under. Yeah. Oh, cái này có. Cái này nó đang open. Open, yeah. Yep. 294. 300. Okay, xong chưa? Ready? Rồi, bây giờ đi về ha, đi tìm thăm hăng ha. Dạ đúng rồi, để bây giờ đi về. Ok thì sau khi xem cái nhà này xong thì có vẻ là không ưng ý cho lắm vì nó khá là mắc, là cũ nữa. Nên thành ra là mình phải nhờ anh trai của mình về kiếm thêm vài cái nhà nữa và có thể là mua townhouse. Thì để coi tình hình như thế nào sắp tới thì mình sẽ thêm vài video nữa giới thiệu nhà cho mọi người cùng xem nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Chào mọi người và hẹn gặp mọi người lần video lần sau nhé. Bye.